Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và bạn đã đến với trận thi đấu đầu tiên của vòng loại giải Hà Nội Open diễn ra tại Peripool Arena số 64 Bạch Đằng. Trên màn hình là trận thi đấu giữa hai cầu thủ Nguyễn Văn Huynh của Việt Nam và một cầu thủ đến từ Đài Bắc Trung Hoa Phong Wei Trang. Xin được nhắc lại là vòng loại của Hà Nội Open cũng như là Paris Open sẽ được diễn ra trong 3 ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tại Peripool Arena, đánh từ 10 giờ sáng cho hết lượt thi đấu của ngày hôm đó. Mỗi ngày sẽ chọn ra 16 cơ thủ để được vào vòng chung kết. Và xin nhắc lại là cơ thủ nào được vào vòng chung kết sẽ được suất tham dự cả hai giải đấu Hà Nội Open và Paris Open. Ok. Vâng, thưa bạn Levi Ackerman thì là anh Nguyễn Phúc Long cũng có đánh trong lượt thi đấu đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay, đã có mặt ở đây rồi. Và trong cái lượt buổi sáng thì tôi đã phát hiện rất nhiều các cái idol, các cái tên tuổi nổi tiếng trong giới bia của chúng ta đã xuất hiện, như là cầu thủ Khải Tóc Dài, cầu thủ Nguyễn Phúc Long và một số cầu thủ khác. Bên cạnh đó là một số cầu thủ đến từ Philippines cũng đã tới đây từ rất sớm. Hiện tại thì đang có khá nhiều các bàn thi đấu đánh, và trong các luồng livestream của chúng tôi sẽ live 3 luồng, bàn 1, bàn 2, bàn 3 các bạn nhé. Các bạn có thể xem một trong 3 luồng đấy. Còn hiện tại đang là cái luồng đẹp nhất, chính là cái luồng của bàn Table TV với tiêu chuẩn phát sóng của Matchroom. Tiêu chuẩn để không phải đánh vòng loại thì thứ nhất bạn phải nằm trong top ranking của thế giới nhé. Thì đương nhiên bạn sẽ có một suất rồi. Và ngoài ra thì có sẽ đăng ký trên cái cổng của Matchroom. Nhưng mà cổng Matchroom thì mở ra rất nhanh. Chỉ trong vòng khoảng tầm 2 phút thì cả Việt Nam và thế giới họ đã đăng ký hết rồi. Cho nên sẽ có những cái suất bắt buộc phải đánh vòng loại tại Việt Nam. Chính là những trận thi đấu các bạn đã được theo dõi trong 3 ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4. Quay trở lại với trận đấu thì Văn Huynh đã có cơ hội để có thể nâng tỷ số lên khi mà trên bàn chỉ còn 3 bi thôi. Phong Wei Chan cũng là cầu thủ rất là cẩn thận. Cách đây khoảng tầm 2 đến 3 ngày tôi đã phát hiện tay cơ này đã xuất hiện tại Peripool rất sớm. Hơi tiếc một chút là khu vực của Peripool Arena diện tích không có quá nhiều nên không cho anh em vào đây được. Từ sáng đến giờ một cái môi trường rất chuyên nghiệp các bạn ạ. Gần như các cầu thủ vào sẽ không được quyền khởi động trước khi nào ban tổ chức bắt đầu cho phép với vào khởi động. Một cái bối cảnh rất nghiêm trang. Và hiện tại thì Văn Huynh đã dẫn trước tỷ số là 1-0. Văn Huynh thì ở Việt Nam chắc là tầm A hoặc là CN các bạn ạ. Tầm đấy rồi. Văn Huynh này cũng khá là một cầu thủ khá quen mặt với các anh em chơi trong giới bia phủi. Còn Phong Wei Chan này thì tôi cũng không có quá nhiều thông tin. Và thực tế thì ở cái vòng giải vòng loại này thì có rất nhiều các cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau. Rất nhiều những cao nhân là mai danh ẩn tích nhưng không biết ai với ai đâu các bạn nhé. Vâng, thưa bạn Tuấn Minh là tôi cũng định đăng ký đi thi rồi nhưng mà giờ phút cuối cùng thì lại không dám nữa. Chắc để giải sau bạn nhé. Luyện tập thêm nữa. Paris Open đánh ở Peripool Arena 64 Bạch Đằng Hà Nội các bạn nhé. Về lịch thi đấu sẽ là mùng 5 đến mùng 9. Và sau khi kết thúc những ngày thi đấu đó thì ngay mùng 10 thì giải đấu Hà Nội Open sẽ diễn ra tại cung miền Điền Kinh Mỹ Đình. Xin nhắc lại thể thức của giải đấu này sẽ theo tiêu chuẩn của Matchroom. Đó là 9 bi xếp cao, phá bi vị trí break box. Mà ngoài ra thì giải đấu này trong lượt thi đấu vòng loại tất cả sẽ là một mạng duy nhất loại trực tiếp nhé. Vận động viên nào thắng 3 trận liên tiếp sẽ được đăng ký thi đấu cả hai giải Hà Nội Open và Paris Open.
Nếu như bạn để thua trong ngày thi đấu thứ nhất thì sẽ ra nộp lệ phí của ban tổ chức và có thể được đánh luôn ngày thi đấu thứ hai. Tối đa sẽ được đánh 3 trận. Nào, chúng ta hãy xem Phong Wei Chan thể hiện như thế nào trong lượt vào bàn. Ok chưa? Em nghe thử chưa? Hoàng Sao thì đã phải vướng vào cái lịch của Qatar Open nhá. Nên sẽ quay trở lại Việt Nam và tham dự Hà Nội Open, tôi nghĩ là như vậy. Thưa bạn Tuấn Nghĩa Đỗ thì hệ thống giải đấu đó thì chúng tôi không có quay phát nhé. Rồi một tình huống đã bị chết cái rất đen đủi đến từ Phong Wei Chan, cơ hội giành lại cho Văn Huynh. Và đây là một tình huống đánh giá tương đối ngon để tay cơ này có thể có thêm điểm số tiếp theo. Nếu như các bạn có thể có điều kiện ở trong khu vực này với thấy là cái điều hòa đang rất lạnh. Và với một cái tâm lý là một mạng trực tiếp thì nó gần như là đánh vô địch quốc gia nhé. Rất là áp lực. Một tình huống có va chạm với viên bi mục tiêu số 5. Mà tuy nhiên là ở một góc máy quay này tôi không rõ là có còn đường gì riêng cho anh Văn Huynh nữa không nữa. Đã thấy dấu hiệu cao đầu gậy, có thể Văn Huynh sẽ muốn đánh một cái cú cúp hoặc là một cú. Vâng, như vậy là hết đường. Và trước đó là một tình huống bị va chạm mà với một cái vị trí không đẹp với viên bi mục tiêu số 9. Paris Open và Hà Nội Open đều là hai giải đấu trực thuộc hệ thống giải của Metzroom. Đó là hai giải thi đấu được thi đấu liền nhau tại Việt Nam, bạn nhé. Đây là vòng loại các bạn nhé. Xin nhắc lại cho một số bạn còn chưa biết thì đây là 3 ngày thi đấu để chọn ra các vận động viên được xuất đăng ký chính thức cho vòng chung kết của Paris Open và Hà Nội Open. Mỗi ngày sẽ lựa chọn ra 16 vận động viên trong vòng 3 ngày nhé. Một tình huống sẽ phải chi tiết viên bi số 6 đây. Một cú bị kéo ép hơi mạnh tay của Nguyễn Văn Huynh. Bây giờ cái má viên bi số 6 này không phải một cái má đơn giản đâu.
Rồi, một cái pha bi tương đối hay của Nguyễn Văn Huynh. Và chắc chắn đó là một tình huống bi rất chính xác khi mà anh đã đánh dưới tâm bi và kéo rằng một băng sang để điều bi số 7. Tuy nhiên nó đã bị va chạm với cái má chưa được đẹp lắm dành cho vị trí của viên bi số 7. Nếu như nó không chạm thì nó sẽ là vị trí đẹp nhất. Thì nhưng mà bây giờ thì chắc chắn là Văn Huynh sẽ phải tìm cho mình một cái phương án để thủ bi. Có lẽ sẽ là đánh hết mỏng má bên tay phải viên bi số 7 và cho bi cái chạy khoảng 2 băng về khu vực sau bi số 9, và bi số 7 gần như là không rung rinh vẫn đứng ở khu vực đó. Hoặc cũng có thể là đánh một cái đường sau 8 như là một số bạn có tính toán. Và vòng trong sẽ bao gồm 128 cầu thủ bạn nhé. Vòng chung kết của Paris Open là 128, còn vòng chung kết của Hà Nội Open sẽ là 256 vận động viên. Hà Nội Open là một giải đấu là major của Matchroom, tức là giải đấu có tiền thưởng cao số 2 nhé. Rồi, khả năng cao là một tình huống sút T không ăn được viên bi mục tiêu số 7. Tình huống đó thì bắt buộc sẽ phải sút T công thôi, không còn cái đường nào thủ nữa dành cho Phong Quy Chan. Cơ hội khá tốt dành cho Nguyễn Văn Huynh rồi. Nhưng mà cái má viên bi số 7 này không rõ là đẩy cu lê một băng thì viên bi cái nó có an toàn hay không đây. Rất chính xác thưa bạn Trần Trần Trân. Thì những cái cầu thủ top đầu ranking từ 64 đến 128 sẽ được chắc một suất và không phải đánh vòng loại. Đó là cái quy định của bất kỳ các giải đấu nào của hệ thống Matchroom. YouTube. Rồi như vậy là vẫn nguyên má đánh viên bi mục tiêu số 7 ở lỗ giữa. Và một tình huống điều bi khá tốt của Văn Huynh. Chúng ta có thể thấy là Văn Huynh đang nhập cuộc tương đối ổn trong trận thi đấu ngày hôm nay. Anh em thông cảm nhé, tôi đang ngồi tại chính cái trường quay trực tiếp tại Peribun Arena nên không thể nói quá to được, nó sẽ ảnh hưởng đến các vận động viên thi đấu nhé. Tỷ số là 2-0 rồi. Ở nước ngoài thì nếu là cái giải đấu của chính thức Paris cũng như là Hà Nội Open thì bạn phải xem trên kênh của Matchroom. Nếu như là cái khu vực đó có bản quyền của giải đấu các bạn nhé. Vì Matchroom họ sẽ chặn bản quyền ở những cái nước mà không có được phép phát. Cái này là nước nào thì tôi sẽ không nắm rõ được. Cô Bình Trung cũng như ba anh em nhà cô thì nằm trong top đầu ranking, không phải đánh vòng loại các bạn nhé. Và có lẽ là cũng sẽ tham gia vào cả hai giải đấu thôi.
Tất cả các cầu thủ mà gần như ở khu vực châu Á thì đây sẽ là một cái cơ hội rất lớn để họ có thể sang thi đấu và sẽ không bỏ qua đâu. Gần như là toàn bộ. Vì đã là những cái giải đấu này thường sẽ tổ chức bên châu Âu là nhiều. Một giải đấu lớn như Hà Nội Open lại được tổ chức tại Việt Nam thì là cơ hội rất tốt để cho các tay cơ như là bên Nhật, Philippines, Đài Loan này, Malaysia, Indo họ sang. Tiếp tục là một cú đề ba tốt của Văn Huỳnh. Có cơ hội để có thể xử lý bi số 2. Rồi, một pha chạy đạn hay. Một tình huống có thể sẽ phải a băng khi mà sút tê ở cái cự ly này hơi khoai mà rất dễ có cái ly để nhảy với mi cái ra ngoài bàn. Vòng loại này đánh chạm 9 và chỉ một game duy nhất bạn Minh Phạm nhé. Một mạng duy nhất thôi. Thua là sẽ phải ra đăng ký đánh ngay cho ngày hôm sau. Còn thắng thì 3 trận liên tiếp thì sẽ vào vòng trong. Ở một tình huống à bằng suýt nữa thì là rất hay của Phong Quế Chan. Có lẽ đó cũng là những cái gì mà Phong Quế Chan đã làm tốt và hết sức mình rồi. Cơ hội giành lại cho Văn Huynh. Một tình huống có thể đánh a bằng chết được bi số 2. Và tuy nhiên phải tính toán một tí khi mà cái góc ra của viên bi cái liệu có thể mở ra một cái đường để trực tiếp nhìn thấy viên bi số 3 hay không nữa. Đúng rồi bạn ạ. Tạm thời những cái giải vòng tại qualifier này thì chúng tôi sẽ đạt cái mức độ truyền phát tầm như thế này thôi. Bắt đầu vào cái vòng chung kết thì sẽ cao cấp hơn một tí. Cho nên là tạm thời sẽ chưa có tiếng bi. Rồi, Văn Huỳnh đang khả năng cao sẽ có một điểm số tiếp theo. Nhập cuộc khá tự tin. Đúng rồi bạn ạ, mỗi ngày sẽ chọn ra 16 vận động viên nhé. Đánh từ sáng, 10 giờ sáng cho đến tối. Ở Văn Huynh này thì khả năng là hình như là hạng A bạn nhé. Trước là tôi nhớ hạng A, không biết đã lên CN chưa. Văn Huynh cũng là cầu thủ rất hay trong giới BI Việt Nam rồi. Nếu như các bạn có theo dõi một cái thời gian gần đây, Văn Huynh tiến bộ rất nhiều.
Không chỉ riêng Văn Huynh thì rất nhiều các cầu thủ khác từ hạng D, C, B, A. Khi mà giải đấu này được diễn ra thì họ đã tập luyện rất là chăm chỉ và rất hy vọng sẽ có cơ hội được tham dự vào một hệ thống giải của Matchroom và đều có mặt tại đây nhé. Ngày hôm nay tôi đã nhìn lướt qua có khá nhiều các idol đã đến rồi. Rồi, chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu này. Xem những tình huống tiếp theo. Hãy xem là Phong Huy Tràn có thể đi được hết cái chấm này hay không. Cái ván này. Tình huống có thể sẽ phải điều cái qua khe với bi số 8 và thành biên. Một pha kéo hai băng ra rất khéo, không cần phải đi cái đường kia nữa. Vâng, một số bạn đang có một số trao đổi rất vui thì tôi xin được nhắc lại là ở giải thi đấu này có rất nhiều các cầu thủ ở những cái hạng rất nghiệp dư nhá. Họ vẫn đi đăng ký thi đấu. Thực tế là không phải để mang tính chất là hy vọng sẽ có một cái giải thưởng gì hay là cơ hội gì quá cao đâu. Đôi lúc chỉ là một cái việc được có va chạm với các cầu thủ quốc tế trong một giải đấu quốc tế tầm cỡ và quy mô của thế giới cũng là một cái cơ hội rất tốt rồi. Một cái trải nghiệm có lẽ sẽ rất khó quên. Nên nếu như cái thời điểm này mà các bạn nào chưa thể đăng ký được thì thật sự rất tiếc vì cổng đăng ký đã được khóa từ rất lâu rồi. Và như vậy chúng ta có thể thấy là Phong Huy Tràn đã trượt mất viên bi mục tiêu số 6. Và đó là một tình huống có thể nói là tâm lý bắt đầu rục rình của tay cờ người Đài Bắc Trung Hoa. Một con bi không hề khó. Có thể thấy là sau khi thực hiện rất nhiều con bi rồi thì khi trên bàn còn 4 bi thôi thì Phong Huy Tràn đã bắt đầu tỏ ra là mệt. Cái nhịp đánh bắt đầu bị loạn ngay đến cái vị trí con bi số 6.
Văn Huynh đang đứng trước cơ hội để nâng tỷ số lên 4-0. Có thể thấy là về cơ bản trong trận thi đấu này thì Văn Huynh tỏ ra nhỉnh hơn rất nhiều. Có lẽ một phần do lợi thế sân nhà. Một phần khác thì trình độ Văn Huynh có lẽ cũng cao hơn một chút so với Phong Huy Chan. Bốn không dành cho Nguyễn Văn Huynh. Vâng, một số bạn hỏi giải thưởng của Paddy Open thì giải nhất sẽ là 25.000 đô nhé. Tổng giải thưởng là 104.000 đô. Hiện tại thì giải đấu Paris diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 10 sẽ không bán vé nhá. Tại vì câu lạc bộ không đủ sức chứa cho tất cả các cái bạn nếu mà muốn tham gia. Hà Nội Open bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày 15 thì có bán vé tại cung Điền Kinh Mỹ Đình. Các bạn có thể lên trang web của Quách Thể Thao cũng như là shop.quachthethao.vn để đăng ký mua ngay lập tức bây giờ nhá. Số lượng vé không còn nhiều nữa rồi. Vâng, thưa bạn, là đây là tôi đang trực tiếp tại chính câu lạc bộ nhé. Các bàn thi đấu đang ở xung quanh nên sẽ không nói quá to được như là những cái giải đấu khác, cho nên anh em hết sức thông cảm. Vâng, Văn Huỳnh đang thể hiện một cái sự nhập cuộc rất tốt và anh quyết định chém luôn ở vị trí viên bi số 4 và thậm chí còn đẩy cái hai băng ra khá là đẹp dành cho bi số 5. Bây giờ tiếp tục sẽ là một đến phương án làm thế nào để đưa 5 về 6. Xem một cú kéo cái 3 băng hay là một cú đè phê đây. Bằng như là một cú đánh hai băng. Và đó là một tình huống đánh an toàn của Văn Huynh khi thấy rằng cái đường ba băng có thể xảy ra rủi ro hoặc đường đè phê hơi mệt, cho nên anh đã đánh cái đường hai băng và đơn giản chỉ là dùng cái viên bi số 9 thôi. Làm cái đà phanh để nhìn thấy cự ly đánh xa viên bi số 6. Chấp nhận đánh xa trong tình huống này, có thể là Văn Huynh đang tương đối tự tin ở tình huống bi số 6.
Cú cái áp về bên tay phải rất tin tay của Nguyễn Văn Huynh. Chúng ta hãy chờ xem. Rồi, ok, vị trí này là đẹp nhất dành cho bi số 7. Thưa bạn Phương Anh Hoàng thì tôi có thấy idol Khải Tóc Dài đứng ở một cái khu vực bàn bên trong rồi, nhưng không rõ là bàn bao nhiêu nhé. Chúng tôi chỉ có lên 3 bàn thôi, bàn 1 là chính là bàn này và 2 bàn nữa. 2 bàn nữa thì được like trên fanpage của Vietnam Blood Promotion. Các bạn có thể lên đó kiểm tra chứ tôi cũng không thể nắm hết được lịch thi đấu trong ngày hôm nay. Hy vọng sẽ không bị quá thẳng dành cho với mục tiêu số 8. Vâng, hình như đó là của A Băng lên đấy các bạn ạ. Nếu như tôi nhớ nhìn không nhầm thì đó là của A Băng, thì Văn Huỳnh mới phải tính toán kỹ như vậy. Một của A để viên bi cái có thể nhẹ nhàng hơn và đi hai băng lên nhìn thấy viên bi mục tiêu số 9. Chứng tỏ là tình huống bi số 8 nó tương đối thẳng rồi. Rồi, rất hay, 5-0. Như vậy là Văn Huỳnh tỏ ra khá lấn lát so với cái phần còn lại là Phong Quy Chan.
Ôi vậy, từ nãy đến đó. Rồi chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu giữa Nguyễn Văn Huynh và Phong Quế Chan. Tỷ số đã là 6-0 rồi. Một phiên bản Nguyễn Văn Huynh rất tốt trong trận thi đấu ngày hôm nay, thể hiện tự tin, chính xác, bản lĩnh và một cái phong cách thi đấu vô cùng lịch sự. Vâng, nãy giờ thì tôi cũng vẫn ngồi đây bình luận như bình thường các bạn ạ, nhưng có một chút tín hiệu về kỹ thuật cho nên là cái tiếng của tôi nó không vào được. Liên tục là những cú phá bóng đề ba rất tốt của Nguyễn Văn Huynh. Một số bạn đang có một số cái trao đổi là hạng A và hạng chuyên nghiệp các thứ thì để nói như thế nào nhỉ? Cơ thủ được xếp hạng chuyên nghiệp sẽ là những cơ thủ tham gia nhiều trong hệ thống giải vô địch quốc gia và có thành tích tốt thì sẽ được nâng lên hạng chuyên nghiệp các bạn nhé. Còn với góc độ cá nhân của tôi thì Văn Huynh bây giờ có thể đánh hạng CN rồi. Vâng, thưa bạn Levi Ackerman, thì tôi đang ngồi ngay cạnh khu vực sản xuất thì có tương đối nhiều máy ở đây nên không tránh được cái việc là có một số âm thanh nó là lạ một tí, để anh em hết sức là thông cảm. Vâng, thưa bạn Ác 195 thì tôi cũng đã nói là cũng có lời hứa là đi sẽ tham gia vòng loại này, nhưng mà vì một số công tác phải sản xuất không không thể đi được bạn ạ. Ví dụ như bây giờ thì vẫn phải ngồi đây ngồi để đồng hành cùng các bạn. Nếu đi đi đánh thì sẽ không có đủ người để bình luận, vì trong từ giờ cho đến ngày 15 thì chúng tôi sẽ sản xuất rất nhiều bàn, sẽ cần rất nhiều bình luận viên. Cái việc lên hạng ở trong các giải đấu nghiệp dư tại Việt Nam thì sẽ không có một cái quy định nào, một quy chuẩn nào để biết là bao giờ bạn được lên hạng. Sẽ là bạn sẽ đánh thật nhiều giải thôi, và sau những cái việc va chạm ấy thì tự mặt bằng chung các cộng đồng, các ban tổ chức của giải họ sẽ nhìn ra hạng của bạn để sắp xếp một cách hợp lý, và từ đó bạn cũng sẽ biết bạn là hạng nào nhé. Thưa bạn Sáng Hồ, thì với phong độ hiện tại của cô Binh Trung thì thực sự là những cái gì anh thể hiện từ trận bán kết cho tới trận chung kết, thì với góc độ cá nhân của tôi là người trực tiếp được theo dõi cả hai trận thi đấu đó, thì nếu mà mang một phong độ đó vào giải đấu nào thì anh cũng sẽ vô địch được. Tuy nhiên là có làm được cái điều như thế hay không, bởi một phiên bản là cô Binh Trung tại US Open vừa rồi thì đó là một cái điều quá hết sức là thần kỳ các bạn ạ. Nếu như ai có thể theo dõi cái bảng thống kê về chỉ số mà chúng tôi đưa ra dành cho cô Binh Trung từ trận bán kết đến cho tới trận chung kết ấy, thì đó là một chỉ số của một phải nói là một như thế nào, một thiên tài, còn trên cả một con robot các bạn nhé. Gần như là không có ly trượt từ con bi đơn đến những cái tình huống chạy đạn.
Thưa bạn Nam Nguyễn là có nhá, Minh Tước sẽ đồng hành của chúng tôi để bình luận giải đấu này, nhưng bạn sẽ bình luận khung giờ buổi tối thôi. Chứ còn giải đấu này thì ai cũng muốn tham gia nhưng vì một số điều kiện không cho phép, tỷ số là 7-0 dành cho Văn Huynh. Văn Huynh là cầu thủ Việt Nam hiện đang xếp hạng A các bạn nhé. Các bạn động não. Một cú đề ba tốt mà Văn Huynh đã đưa được viên bi số 1 vào khu vực lỗ giữa và thậm chí là viên bi cái được kiểm soát đứng ở khu vực có thể nói là đẹp nhất để đánh bất kỳ viên bi nào sau cú đề ba vừa rồi. Tuy nhiên, việc điều 2 ra 3 không phải là một cái má bi đơn giản dành cho Văn Huynh. Hoàn toàn có thể thực hiện một cú đánh dưới đầu gậy, dưới tâm bi để kéo viên bi cái ngang ra nhìn thấy bi số 3, nhưng mà tuy nhiên bây giờ lại có một cái con bi số 9 đứng mai phục ở ngay gần sau lưng viên bi cái, tạo một cái cầu tay tương đối khó chịu dành cho Nguyễn Văn Huynh. Đây sẽ là một con bi thể hiện một cái sự dẻo có đến từ đôi tay sau của Nguyễn Văn Huynh hay không các bạn ạ. Nó cần một cái tâm lý thi đấu tốt, trạng thái ổn mới có thể kết thúc được viên bi này. Không bạn ơi, thưa bạn Phúc Vũ, màu bi số 5 và màu bi số 4 đã là hai cái màu bi bây giờ đang sử dụng theo quy chuẩn của Matchroom. Rất may, và các bạn cũng thấy là tình huống vừa rồi để chết được bi số 2, cự ly có tay không phải đơn giản và Văn Huynh cũng sẽ phải trượt thôi. Màu xanh vâng, cái phần áo vest của vận động viên tại US Open khi mà vô địch thì tôi nghĩ có là một cái truyền thống nào đó của US Open thôi. Tôi nghĩ như vậy bạn ạ. Tại Hà Nội Open diễn ra tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình thì toàn bộ bàn thi đấu sẽ là bàn Mr. Sung bạn nhé. Còn tại giải Paddy Open diễn ra tại Paddy Pool Arena Bạch Đằng thì bàn thi đấu sẽ là bàn Lily và bàn Diamond. Như vậy là Nguyễn Văn Huynh đang đứng trước cơ hội để có thể dọn dẹp được cái ván đấu này khi mà mở ra mà hình bi tương đối đẹp, chỉ còn 6 bi.
Con này khả năng sẽ phải đánh ép ra mà hơi nặng. Đó, rất chính xác, một cú đánh rất thoát tay của Nguyễn Văn Huynh. Hy vọng sẽ không phải là cái má quá nặng dành cho bi số 5 hoặc là quá thẳng. Con này để cu lê thì tôi thấy cảm giác là không ổn cho lắm. Như vậy là sẽ thực hiện một cú đánh như thế nào đây để ra vị trí bi số 6. Con bi số 6 trông như vậy thôi nhưng nó đang đứng ở vị trí rất là khó chịu nhá. Nếu như không điều được lỗ giữa mà phải đánh liếu tít là rất dở hơi. Bằng một cú áp phê có táng để ra được mặt viên đi số 6 rất hay của Nguyễn Văn Huynh các bạn ạ. Một pha đánh tương đối nhanh nhưng mà nó thực sự rất kỹ thuật đến từ đầu cơ và cả tay nữa, tốc độ ra gọn rất cao trong tình huống vừa rồi. Tình huống phải nói là thang điểm 10 đến từ vị trí của Nguyễn Văn Huynh. Liên tục những tình huống bi phải nói là hết ý các bạn ạ. Một tình huống điều 6 ra 7 rất ma quỷ của Nguyễn Văn Huynh. Rồi anh em là 5 ra 6, 5 ra 6 rất ma quỷ. Chắc chắn tỷ số sẽ là 8-0 dành cho Văn Huynh. Như vậy là Văn Huynh chuẩn bị bước vào ván thi đấu hưu và đã có một gần như 90% có một chiến thắng đầu tiên. Và xin nhắc lại là Văn Huynh muốn có suất tham dự vòng chung kết thì sẽ phải thắng thêm 2 trận nữa, tổng sẽ là 3. Tổng mỗi ngày thi đấu sẽ chọn ra 16 vận động viên và sẽ có 3 ngày là mùng 2, mùng 3, mùng 4 các bạn nhé. Mỗi ngày sẽ đánh từ 10 giờ sáng đến tối để chọn ra 16 vận động viên. Vâng, chúng ta hãy xem đây có phải là cú đề ba cuối cùng của trận thi đấu này hay không đến từ Nguyễn Văn Huynh. Vâng, một phong độ phá bi rất tốt. Đã chết được bi số 1 và thậm chí bi cái lại nhìn thấy bi số 2 và thực hiện ngay được cú đánh tiếp theo. Nếu như có pha quá chậm ở tình huống vừa rồi, chúng ta có thể thấy là Văn Huynh hơi may mắn một chút khi mà viên bi cái đã đang trên đường rơi xuống lỗ thì có một viên bi khác đá ra và cho nó đứng ở vị trí đẹp nhất dành cho bi số 2. Tuy nhiên bây giờ tình huống đẩy cu lê lên thì sẽ không thể ăn được viên bi số 3 và đồng nghĩa với cái việc là phải dựng gậy trên thành bằng để bấm cái lại để cân hoặc làm gì đó. Cho nên sẽ làm tình huống khó dành cho Văn Huynh đây. Tình huống đã không ăn được. Và cái việc mà đặt tay trên thành băng dựng gậy để đánh luôn luôn là một bài toán khó dành cho các vận động viên. Phong Quế Tràn vẫn có cơ hội vào để đánh. Tuy nhiên chúng ta hãy xem là bây giờ còn má bi số 2 hay không các bạn ạ. Không rõ nữa. Vâng. Nếu là tôi là Phong Quế Tràn bây giờ thì có lẽ tâm lý là quá bực các bạn ạ. Những nỗi đau nói không lên lời cho vị trí viên bi số 2 nữa.
Rồi, và lần này thì Phong Quay Tràn đã là người gặp may mắn trong tiếng đáp trả đến Nguyễn Văn Huynh của chúng ta. Một cú đá băng hợp lệ và đưa được bên vị số 2 ra vị trí an toàn và thậm chí là đuôi luôn. Hãy xem là trong tình huống này Văn Huynh sẽ A băng thủ hay là A băng công đây. Nếu như A băng công thì sẽ đánh vì số 2 vào lỗ giữa luôn. Bốn in hand của Phong Quay Chan, và chúng ta hãy xem là với cái thời gian bị ngồi đóng băng rất lâu rồi thì bây giờ Phong Quay Chan liệu có thể giành đến cho mình một điểm số đầu tiên trong trận thi đấu này hay không. Rồi, một cái má bi này đánh giá là tương đối khó dành cho bi số 3. Một cái cú đẩy viên bi cái ra bị hơi nhẹ quá, khiến cho tay chân của Phong Quy Chan bây giờ như phải đang làm xiếc các bạn ạ. Rất mệt mỏi. Và tất lẽ là viên bi đó. Ok, như vậy là Phong Quy Chan vẫn thực hiện thành công được các bạn ạ. Tình huống điều ra ba đã bị lỗi, nhưng tuy nhiên chúng ta hãy quên những cái tình huống đó đi và hãy xem bây giờ thì Phong Quy Chan sẽ làm gì để thực hiện được cái phương án điều 4 ra 5 đây. Vâng, liên tiếp là những cú cú bi rất hay của Phong Quy Chan, và tình huống vừa rồi lại là một tình huống đánh rất nhiều băng và ra được vị trí đẹp ở viên bi mục tiêu số 5 rồi. Sẽ làm thử thách tiếp theo để trô cự ly tầm xa về khu vực viên bi số 6 ở dưới kia. Xin nhắc lại, tôi đang ngồi ở gần khu vực thi đấu nên không thể nói quá to được như những giải đấu trước nhá. Anh em sẽ hết sức thông cảm. Vâng, mà chỉ nói to hơn một tí thôi thì cụ Phong Quế Tràn cũng đã trượt mất bi số 5 rồi. Đấy, nếu nói to nữa thì có lẽ là không đánh nổi. Anh em thông cảm nhá. Vừa rồi một tình huống rất khó để có thể hiểu lý do tại sao mà Phong Quy Chan lại trượt mất vị trí tương đối là penalty dành cho bi số 5. Và có lẽ một phần nào đó nó thể hiện là Phong Quy Chan đã buông súng trong trận thi đấu này rồi, khi đứng trước một Văn Huỳnh có thể nói là không có một cái ly trượt nào cả. Tình huống có thể chém mỏng bi số 5, tuy nhiên sẽ phải có một chút còng áp phê. Vâng, một cú còng rất hay và đưa viên bi cái thậm chí là đến 3 băng rồi. Quá xứng đáng với chiến thắng 9-0 các bạn nhé, nếu như làm được. Và kể cả không phải 9-0 đi chăng nữa thì tất cả những cái gì mà Văn Huynh thể hiện từ đầu trận đấu đến giờ phải nói là với chất lượng chuyên môn rất cao. Vâng, một cú phóng cu lê hai băng chui qua khe và dựng lên, không vào một tí áp phê nào. Phải nói là tay rất thẳng đến từ vị trí của Văn Huynh. Rất tốt. Thật sự là hôm nay mới được theo dõi Văn Huynh thi đấu chính thức ở một cái giải đấu lớn như thế này, cá nhân tôi tương đối bất ngờ với những gì mà anh thể hiện các bạn ạ. Vâng, bạn Hùng Tạ Duy có một câu hỏi rất này: Hà Nội Open là 10 bi à?
thì xin trả lời các bạn là tất cả các giải đấu trực thuộc hệ thống của Messroom sẽ đều là 9 bi nhé, nên sẽ không có nội dung 10 bi. Chỉ còn 2 viên bi nữa thôi để có chiến thắng đầu tiên dành cho Ngô Văn Huynh. Vâng đúng rồi, Hà Nội Open và Paris Open là hai giải thi đấu độc lập nhưng mà đều trực thuộc tại của hệ thống Matchroom. Và đạt thành tích trong hai giải đấu đó đều được tính vào World Ranking các bạn nhé. Nhưng mà tỷ số chung cuộc là 9-0 và Văn Huỳnh đại diện đến từ Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên. Và xin nhắc lại, anh chỉ còn phải thắng thêm 2 trận nữa là sẽ có suất vào vòng chung kết của Hà Nội Open và Paris Open. Và các bạn hãy chờ đợi trong một ít phút, những trận thi đấu tiếp theo sẽ tiếp tục được lên ngay sau đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong trận thi đấu vừa qua.